Dự án này trước giờ do tôi phụ trách. Đây là công việc của tôi. Chỉ là quản lý dự án thôi. Ai làm cũng được mà. Nếu anh còn làm việc một ngày nào, em đừng hòng đụng đến Nhật Phương. Còn không, anh sẽ cho em biết ai mới là người dư thừa nhất trong dự án này. Anh sẽ trả giá cho sự bướng bỉnh của mình. Tôi thừa nhận, trong chính căn nhà mà chúng ta vất vả có được, tôi đã lên giường với người đàn ông khác. Vậy anh đã vui chưa? Anh đã hài lòng chưa? Em cố tình tạo khoảng cách với anh phải không? Ừ. Giữ khoảng cách thì sẽ an toàn hơn. Ai nghĩ gì cũng không quan trọng nữa. Sao cũng được. Kết thúc là được rồi. Yêu trước ngày cưới. 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần. Duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí VEON. VEON phiên bản toàn cầu. Miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.